Xin kính chào Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta vui mừng biết ơn Chúa bởi cớ là Chúa cho chúng ta có giờ để thờ phượng Chúa. Giữa cái cơn đại dịch, nhiều người không được thờ phượng Chúa ở nhiều nơi. Nhưng chúng ta rất là được phước khi mà chúng ta có được cái cơ sở để chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta có nơi chốn để thờ phượng Chúa. Chúng ta còn có thời giờ để thờ phượng Chúa. Chúng ta còn có sức khỏe để đến đây chúng ta tiếp tục thờ phượng Chúa. Tôi tin rằng đó là một cái sự ban phước của Đức Chúa Trời rất lớn ở trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Hallelujah. Kính thưa Hội Thánh, trong tuần lễ vừa qua đó thì Hội Thánh có họp lại rồi đưa ra một cái chương trình, đó là trong thời gian tới đây chúng ta Hội Thánh Thái Hòa Phú này sẽ mỗi tuần được học lời Chúa ở trong một sách phúc âm, đó là sách Mát. Cứ theo tuần tự như thế là chúng ta sẽ học được hết cái sách phúc âm Mát ở trong những ngày tới đây. Và đây là tuần lễ đầu tiên chúng ta bắt đầu cái chương trình này. Buổi sáng hôm nay thì tôi cậy ơn Chúa để chúng ta cùng học sách Mát từ đoạn 1, bắt đầu từ câu 1 cho đến câu thứ 8, với chủ đề đó là người mở đường cho Chúa. Xin Hội Thánh đứng lên và chúng ta cùng nghe lấy lời của Đức Chúa Trời. Tôi xin phép được đọc Kinh Thánh Phúc Âm Mát từ câu đoạn 1, từ câu 1 đến câu thứ 8. Đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, như đã chép ở trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường, ngươi sẽ được dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Giăng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép bắt tem ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người xưng tội mình và chiều người làm phép bắt tem dưới sông Giô-đanh. Giăng mặc áo lưng lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng: Có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. Ta là phép báp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Xin mời Thánh chúng ta đồng ngồi. Ở trong phương đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới nghe đó, thì nói về hai người. Cái người thứ nhất đó là ông Giăng Báp-tít, người thứ hai đó là Đức Chúa Giê-xu. Nhưng mà khởi đầu của Phúc Âm Mát thì nói về ai? Nói về Đức Chúa Giê-xu. Câu thứ nhất: Đầu tin lành của Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng. Phúc Âm Mát nói rất là rõ Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, và điều đó đã được chép ở trong sách tiên tri Ê-sai, chứ không phải đến bây giờ ta mới biết. Đã có dự báo trước là Đức Chúa Giê-xu Ngài sẽ đến thế gian này. Rồi đến thì sẽ làm gì nữa? Sẽ có những người làm đại diện cho Chúa. Khi mà Chúa Giê-xu đến, có những người đi ra mở đường để mọi người biết đến Chúa Giê-xu. Và khi Chúa Giê-xu đến thì sẽ giới thiệu về Chúa Giê-xu cho thế giới này. Và cái người đó cũng được chép ở trong sách tiên tri Ê-sai, đã được chép trước rồi, được nói trước rồi. Đó là ai? Là Giăng. Ông Giăng này thì làm công việc gì? Là cái công việc dọn đường, là công việc mở đường, là công việc giới thiệu về Đức Chúa Giê-xu cho cả thế giới này. Giăng Báp-tít đã làm cái việc đó theo như mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi, cùng xem hết cả phần Kinh Thánh Mát đoạn 1 từ câu 1 đến câu 8 cho chúng ta những bài học gì đây. Cái việc đầu tiên đó là chúng ta khẳng định đấng sẽ đến đó là Đức Chúa Giê-xu, là con của Đức Chúa Trời. Và cái người mở đường, cái người dọn đường cho Chúa Giê-xu, giới thiệu cho Chúa Giê-xu biết, người thế gian biết về Chúa Giê-xu, đó là ông Giăng Báp-tít. Ông Giăng Báp-tít đó là anh em bà con với Chúa Giê-xu, là con của Elizabeth, là người là chị họ với bà Marie. Và Giăng Báp-tít thì được sanh ra cũng theo lời tiên tri. Khi mà bà Marie mang thai thì có đến thăm Elizabeth, và là bào thai của, ở trong bụng Elizabeth đó, là Giăng đó, thì nhảy múa chào mừng. Đó là cái câu chuyện ở trong sách Luca, trong sách Matthew.
Và bây giờ thì chúng ta nghiên cứu về dân. Dân là cái người làm cái nhiệm vụ là dọn đường cho Chúa. Ông Giăng Báp Tít này có cái tên là Giăng thôi, nhưng mà bởi vì ông làm phép báp tem, là người ta đặt cho ông là Giăng Báp Tít. Ông Giăng này thì ông rất là vâng lời và trung tín. Vâng lời và trung tín là trong cái trường hợp nào? Đó là ông lãnh cái sứ mạng là rao báo sứ điệp theo mạng lệnh của đấng đã sai ông đến để làm công việc. Ở trong câu 2, như đã chép trong sách Tiên tri Ê rằng: này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Giêsu là con của Ngài đến thế gian, và Giăng Báp Tít là cái người dọn đường cho Đức Chúa Giêsu, và ông đã làm y như vậy. Điều thứ hai, ông Giăng Báp Tít được chúng ta lấy đó làm bài học, đó là Giăng Báp Tít đã hạ mình xuống để Chúa Giêsu được tôn cao. Trong tất cả những công việc của mình thì Giăng ông đã không nói về chính mình, nhưng mà là ông nói về đấng đã sai mình đến để danh Chúa được tôn vinh. Ở trong câu thứ 7 và câu thứ 8, người giảng dạy rằng: đấng có quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây giày của Ngài. Ta làm phép báp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Người hầu việc Chúa là cái người mà không nói về mình, nhưng mà nói về công việc Chúa, nói về là Đức Chúa Trời, nói về Chúa Giêsu để danh của Ngài được tôn cao, chứ không phải là tôn cao từng cá nhân của mình. Ông Giăng Báp Tít ông làm rất là nhiều công việc, nhưng mà ông giao rằng ông không xứng đáng gì đấy. Cái đấng đến sau ông mới là cái người mà xứng đáng. Ông không xứng đáng cúi xuống để mở như vậy cho Đức Chúa Giêsu được. Ông hạ mình xuống cỡ như vậy. Rồi là ông đến trong đồng vắng ở sông Giô-đan, ông làm báp tem nhiều người đến. Ngày nay mà nếu mà ai là cái người mà làm chứng để cho nhiều người tin Chúa thì thấy là vinh hạnh lắm phải không ạ? Hay là một sư nào đó làm báp tem hàng tuần vậy đó, có được nhiều người đến để làm các báp tem cho họ, thì chắc ông một sư đó cũng là được ơn lắm ạ. Và đa số thì thấy rằng là mình làm cái gì đó lớn lao lắm. Nhưng ở đây Giăng Báp Tít hạ mình xuống và nói rằng: ôi, cái chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Ta làm phép báp tem bằng nước ở dưới sông Giô-đanh, nhưng mà đấng đến sau ta làm phép báp tem còn quan trọng hơn nữa, đó là phép báp tem bằng lửa, phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Đứng đó là quan trọng, chứ ông Giăng không là gì, không là quan trọng. Ông Giăng là cái người mà phục vụ hầu việc Chúa một cách là hết sức mình. Ông đã tăng lực, ông sửa soạn như là trong sách Tiên tri Ê-sai có chép: bằng các nẻo hạ núi đồi, lấp đầy mọi nơi sụp thấp, sửa ngay đường cong quẹo để Chúa đến. Và những điều đó là được chép như là một mạng lệnh ở trong sách Tiên tri Ê-sai, đó là hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo Ngài, ở trong câu 3 chúng ta vừa nghe. Ông Giăng Báp Tít cũng có một cái gương cho chúng ta, đó là ông rất là kiên nhẫn, ông chịu khó vì công việc của Chúa. Ông sống một đời sống rất là khổ hạnh nơi đồng vắng khô hạn. Ở trong đồng vắng, nơi đó có cái gì vui không ạ? Không, có những con thú hoang thôi chứ không có ai hết. Rồi sao, ông làm gì? Ông kêu gọi dân chúng ăn năn, rồi đến thể hiện sự ăn năn của mình bằng cách là chịu phép báp tem ở dưới sông Giô-đan để được tha tội. Kinh Thánh thì mô tả rằng là ông sống đời sống rất là đơn giản, Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn con châu chấu và mật ong rừng. Châu chấu bây giờ cũng là đặc sản rồi, mật ong rừng cũng là đặc sản. Nhưng mà ngày xưa bên Do Thái á, những cái đồ ăn đó, đồ ăn là cái những người mà sống không có phương tiện để mà sống thì họ sẽ dùng cái đó. Ở trong rừng, ở trong sa mạc, ở trong nơi mà nó không có gì cung cấp, có tiền cũng không mua được, thì họ phải ăn như vậy. Ăn châu chấu, uống đủ mà cao. Đó là cái công việc của Giăng Báp Tít. Đó là cái gương cho mỗi một chúng ta. Cái gương của chúng ta ở đây là gì? Ngày xưa, trong cái thời của Giăng Báp Tít thì Chúa Giêsu sắp đến, phải không ạ? Ngày nay chúng ta ở trong thời đại này, Chúa Giêsu có đến với chúng ta không ạ? Có. Chúa sắp tái lâm, và mỗi người trong chúng ta là những người làm gì? Dọn đường cho Chúa. Và chúng ta có giới thiệu Chúa Giêsu cho những người xung quanh, những người khác, những người gì không?
có ai quên không? Nếu quên thì hãy nhớ lại cái nhiệm vụ của mình, cái mạng lệnh mà Chúa giao cho mình, đó là gì? Là người dọn đường cho Chúa Giêsu tái lập lên. Một ngày nào đó Chúa đến, nhưng mà những người bà con, những người hàng xóm, những người bạn của chúng ta chưa biết Chúa Giêsu là ai, tội lỗi thuộc về chúng ta, bởi vì chúng ta biết mà không thèm nói, biết mà không kể, biết mà không chỉ cho người ta, đó là một cái tội. Do đó chúng ta chỉ, chúng ta nói, thời buổi bây giờ là thời buổi là rối loạn nè, báo trước cho biết là thời kỳ cuối cùng của thế giới này sắp tận thế rồi đó, Chúa Giêsu ngài sẽ đến đó. Và đến để làm gì? Đến để xét đoán thế gian này, ai có tội, ai không có tội, ai được thưởng, ai bị phạt. Và nếu muốn được thưởng, muốn là được cứu rỗi, hãy tin nhận Chúa Giêsu. Đó là cái mạng lệnh mà Chúa ngài giao cho mỗi một chúng ta, là những người mở đường, mở đường và phải làm giống như tinh thần của ông Giăng Báp-tít. Làm gì? Làm một cách thật là cần cù, nhẫn nại, siêng năng, làm một cách rất là hạ mình để Chúa được tôn cao, rất là toàn vẹn trong cái công việc, tận tâm tận lực với cái công việc mà Chúa ngài giao cho. Ở trong phần kinh thánh này chúng ta cũng học được một điều nữa, đó là đôi lúc chúng ta cứ nghĩ rằng dân chúng thì cứng lòng. Chúng ta đọc trong kinh thánh thấy rằng dân Israel nhiều khi là cứng lòng, nhưng mà ở trong cái phần kinh thánh này chúng ta thấy là dân chúng họ nghe sứ điệp của Giăng, họ không có tự ái, họ không có tức giận, nhưng mà họ đã đến cùng với ông Giăng Báp-tít. Mặc dù Giăng Báp-tít không phải là giảng ở thành phố, nhưng mà ông đi vào trong đồng vắng, ở trong sa mạc cũng giảng, nhưng mà người ta ở thành phố người ta kéo đến, ở trong thành Jerusalem họ kéo đến đi vào trong đồng vắng để họ gặp Giăng Báp-tít, rồi họ chiều nghe lời ông giảng, rồi họ đồng ý làm báp têm rất là đông. Ở trong Luca đoạn 3 câu 7 thì ông Giăng Báp-tít ông nói với dân Israel như thế này: hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai cứ dạy khư tránh khỏi cơn thành nộ ngày sau. Khi mà dân Israel vô gặp ông ở trong đồng vắng để mà bày tỏ ăn năn làm báp têm, ông Giăng ông nói như vậy. Nói như vậy có nặng nề không quý vị? Rất là nặng nề phải không ạ? Nhưng mà dân Israel không có tự ái, họ biết được ở đây là thời buổi cần phải ăn năn. Đây là tôi tớ của Chúa, là Giăng Báp-tít kêu gọi như vậy. Và họ đến ở trong đồng vắng luôn, họ đi rất là xa, khoảng là một ngày đường, để mà tối đó để cho Giăng làm báp têm cho họ, để họ được ăn năn. Lý do tại sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta rao giảng thật, nếu chúng ta tận tâm tận lực thật, thì người ta sẽ nghe lời làm chứng của chúng ta và họ sẵn sàng tin Chúa, chứ không phải là cứng lòng đâu. Chúng ta thử thấy Giăng Báp-tít ở trong đồng vắng nói như vậy mà người ta đến thì ông mới là chê bai, ông mới nói nặng lời với dân Israel, nhưng mà người ta vẫn tin. Bởi vì sao? Bởi vì họ nhận lấy cái, họ biết được là họ xấu xa, họ tội lỗi nên họ ăn năn, họ xưng tội để được tha thứ. Ở trong câu thứ 5: cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Jerusalem đều đến cùng người xưng tội mình và chịu người làm pháp báp têm dưới sông Giô-đan. Cả xứ Giu-đê rồi hết thảy cả dân sự của thành Jerusalem đều đến để nghe và làm. Họ làm gì nữa? Họ công xưng cái đức tin của họ, họ bày tỏ cái đức tin của họ qua cái việc là làm báp têm ở dưới sông Giô-đan ở trong câu 5. Rồi sau đó là gì? Họ cũng mong ước được gặp Chúa Giê-xu để họ cũng nhận được báp têm bằng Đức Thánh Linh nữa. Đó là hai cái hình ảnh mà chúng ta thấy được. Đôi lúc chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm chứng thì nhiều người là họ cứng lòng, họ không tin Chúa. Nhưng mà không sao, bởi vì chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là làm chứng cho người khác về việc Chúa Giê-xu ngài sắp tái lập. Điều thứ hai, nếu chúng ta thật sự tận tâm tận lực làm công việc của Chúa thì chính Chúa Giê-xu ngài sẽ vừa giúp chúng ta để họ có thể tin. Do đó mang lực mà của Chúa cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay đó là gì? Hãy là người dọn đường cho Chúa, mở đường cho việc mà Chúa Giê-xu ngài tái lập bằng cách làm chứng về Chúa cho những người chưa biết Chúa, kêu gọi họ đến với hội thánh của ngài để thờ phượng Chúa, kêu gọi họ lắng nghe về Chúa Giê-xu, chỉ dẫn cho họ cách cầu nguyện, và chúng ta cùng cầu nguyện với họ để đến lúc nào đó cái sứ mạng của chúng ta hoàn thành. Lúc nào hoàn thành được? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 lời Chúa chép như thế này: tin lành về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho nhân dân,
Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Tin lành được giảng ra khắp đất, Chúa Giêsu đến là lúc đó là cái mạng lệnh đã hoàn thành. Nhưng mà nếu chúng ta không phải là người dọn đường cho Chúa thì không biết bao giờ tin lành mới được giảng ra khắp đất. Rồi gì nữa? Ở đây cũng có lời hứa của Chúa cho mỗi một chúng ta đây. Ai ăn năn xưng tội chịu báp têm sẽ được tha thứ lên tội lỗi. Đó là lời hứa cho tất cả mọi người, trong đó có chúng ta. Chúng ta là những người đã ăn năn Chúa thờ phượng Ngài rồi, chúng ta hãy nói về điều mà chúng ta kinh nghiệm với cho những người khác. Để gì? Để nhận được sa tha tội. Cảm ơn Chúa cho chúng ta học cái bài học kinh thánh buổi sáng hôm nay. Trong đó Giăng Báp-tít đã trung tín rao truyền sứ điệp của Chúa cách mạnh mẽ, kêu gọi dân chúng là ăn năn tội. Rồi ông làm báp têm bằng nước cho những người ăn năn. Rồi ông chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến để làm báp têm bằng Đức Thánh Linh. Tôi cầu nguyện xin Chúa ban phước ở trên quý vị buổi sáng hôm nay nghe lấy sứ điệp này, để mỗi người sẽ phải nói lớn tiếng với Chúa rằng: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con làm danh phận là con cái yêu dấu của Ngài. Xin Chúa cho con có cơ hội đưa dắt nhiều người đến với Chúa để họ cũng ăn năn tội, họ được tha, họ được cứu, và họ cũng được thờ phượng Chúa giống như là con đã được tha vậy. Tôi cầu nguyện đặc biệt cho quý vị, tôi kêu gọi quý vị hãy đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa. Nói: Chúa ơi, con muốn là người dọn đường cho Chúa, con muốn trung tín làm công việc Chúa giống như Giăng Báp-tít. Con không sợ khổ, con không sợ mệt mỏi, nhưng mà con kiên trì để con làm việc, con ráo giảng, con làm chứng về Chúa. Bởi vì ngày của Chúa đến gần rồi, con sẽ đưa dắt nhiều người chưa biết Chúa, đó là những người bạn của con, là những người mà con ghi tên vào trong sổ, con cầu nguyện cho họ mỗi ngày. Xin Chúa ngày ban cho con có thời giờ, có cơ hội để con gặp họ, để con nói về Chúa ít nhất là một lần, để họ cũng biết được Chúa Giêsu nên Chúa ơi. Tôi kêu gọi quý vị cầu nguyện về những điều đó. Tôi kêu gọi quý vị luôn luôn nhớ đến những người bạn của mình mà cầu nguyện dân tên của họ, đời sống của họ trong tay của Chúa. Tôi tin rằng với tấm lòng đó thì Chúa Ngài sẽ đáp ứng. Chúa cho chúng ta có cơ hội để gặp gỡ họ và nói về Chúa Giêsu cho. Tôi tin chắc rằng Thánh Linh sẽ làm việc để họ có thể có cơ hội để tin gần Chúa, để họ được hưởng phước nữa. Amen. Cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta nhận lấy quyền năng của Chúa, giang giấy đi ra làm chứng, trở nên người dọn đường trung tín của Đức Chúa Trời giống như là Giăng Báp-tít. Cầu xin Chúa ban phước cho hội thánh, ban phước cho tất cả chúng ta. Amen.